Dạ, xin chào cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với kênh Hoa Sứ Trung Lê. Trong buổi trưa hôm nay á, em sẽ tiếp tục quay bán cái lô sứ gin này nha anh chị. Thì đây là cây sứ gin của mình. Đó, sứ gin chiếc nhánh nha anh chị. Chiếc nhánh nên cái mặt hoa nó cực kỳ chuẩn luôn nha anh chị. Nó giống như mặt hoa của cây mẹ của nó luôn ha. Cây mình chiếc gin nha anh chị. Thì giờ cái lô hàng này á, nó gồm có 12 cây, được em đánh số từ 1 đến 12. Anh chị mình yêu thích cây nào á thì mình cứ liên hệ trực tiếp nha anh chị. Số điện thoại đặt hàng á là số 070 27 27 998. Thì clip hôm nay á, em sẽ giới thiệu là giá của nó là từ khoảng là 50 đến 150 ngàn một cây nha anh chị. Hàng này á thì giao tối thiểu từ 2 cây, không bao ship nha anh chị. Nó từ 2 cây. Rồi đây là cây đầu tiên của mình nha anh chị. Cây đầu tiên đây, cây này là cây hồng ngọc, cây này giá là 100 ngàn nha anh chị. Nó giá 100, cây này có củ luôn, củ cũng khá là to. Chiều cao của cây này á thì nó tầm khoảng là 45 cm. Từ chiều cao là khoảng 45 cm nha anh chị. Đang có nụ sẵn luôn, màu hồng cánh sen 3 lớp nha anh chị. Hồng cánh sen 3 lớp giống hồng ngọc. Nó màu hồng rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây, cây nè. Chuẩn bị vô củ sẵn luôn. Đây nó có củ sẵn chỗ này. Cây này giá 100 nha anh chị. Giá 100. Mã số 1. Tới mã số 2. Đây là mã số 2 của mình, mã số 2 giá 100 luôn. Cây này á là cây ngọc khê nha anh chị. Ngọc khê ha, nó ngọc khê bên em là ngọc khê độc biến nha anh chị. Lá của nó sẽ nhỏ hơn cái giống ngọc khê bình thường của mình. Nó lá nhỏ, lá ánh kim nha. Lá nhỏ với nó cái màu của nó vàng hơn. Nó không có xanh nha anh chị. Ngọc khê. Rồi cây này giá 100, chiều cao của cây này á là tầm khoảng 25 cm nha anh chị. Chiều cao khoảng 25 cm. Giống ngọc khê. Rồi tới cây số 3, là cây số 3 của mình nha anh chị. Cây số 3 này giá 100 luôn, cây này là cây Vĩnh Lộc 16. Vĩnh Lộc 16 á, thì hoa của nó sẽ ra màu trắng phớt hồng. Nó trắng phớt hồng, còn nụ thì sẽ ra màu hồng như thế này nha anh chị. Hoa sẽ ra trắng phớt hồng ha, mặt hoa giống như tranh ảnh luôn. Chiều cao của cây này á là tầm khoảng 40 cm. Nó chiều cao là từ mặt phân lên tới ngọn là khoảng 40 cm. Cây có phân nhánh luôn nha anh chị. Giá là 100 ngàn. Rồi tới cây số 4. Cây số 4 là cây này là cây cẩm thạch ngọc ngăn. Nó lá cẩm thạch như thế này. Cây này mình chơi lá nha chị. Chơi lá theo kiểu phong thủy đó. Nó lá cẩm thạch, hoa của nó sẽ ra màu đỏ hồng qua năm cánh. Nó qua năm cánh nha, cây này chủ yếu mình chơi lá. Đây, lá của nó rất là đẹp luôn, lá cẩm thạch. Chiều cao của cây này á thì nó cũng khoảng tầm khoảng là 40 cm. Cây này giá là 50 ngàn. Nó giá 50 thôi nha anh chị. Giá 50 ngàn. Đang ở chậu C6, C7 ha. Nó đang ở chậu C7. Rồi cẩm thạch ngọc ngăn mã số 4 50. Tới mã số 5. Mã số 5 nha anh chị. Cây này là cây Phúc Tấn giá 80 ngàn. Nó mã số 5 80 ngàn. Chiều cao của cây này đó là tầm khoảng là 40 cm luôn. Chiều cao khoảng 40 cm, cây có phân nhánh luôn, giá 80 giống Phúc Tấn. Rồi tới cây số 9, cây số 6. Cây số 6 nha anh chị. Cây này giá 90 ngàn. Cây này là cây Tiết Kiều, cây Tiết Kiều. Cây này á cao nó khoảng 50 cm giống Tiết Kiều. Mặt qua 3 lớp luôn nha anh chị. Nó Tiết Kiều nha anh chị. Đây. 90 ngàn mã số 6. Tới mã số 7. Mã số 7 là một mặt qua hồng gân đỏ. Cây này không có tên nha. Chiều cao là tầm khoảng là 45 đến 50 luôn. Đó, cây này thì nó không phân nhánh nha anh chị. Cây này lên một thân nha. Đó, qua của nó sẽ ra cái màu hồng gân đỏ, bông 3 lớp. Qua cực kỳ đẹp nha. Cây này giá 80 ngàn, mã số 7 ha. Tới mã số 8, giống tím than, tím 2 lớp, cây này 2 thân. Đây, cây lên 2 thân nha anh chị, 2 thân ha. Chiều cao là tầm khoảng là 30 đến 35 cm, cây này giá 80 ngàn. Cây này giá 80 ngàn nha anh chị. Tới cây số 9, cây số 9 giá 90 ngàn, cây số 9 là cây cẩm hồng. Cây này á, thì chiều cao khoảng 40 luôn. Khoảng 40 cm giống cẩm hồng. Hoa của nó sẽ ra màu hồng nhọn nha chị. Hồng nhọn ha. Hồng 3 lớp luôn. Cánh hoa nhọn, lá kim luôn. Lá là lá kim nha chị. Lá nhọn luôn. Tới cây số 10. Cây số 10 là cây Phú Lộc. Cây này giá là 90. Giống Phú Lộc nha chị. Chiều cao của cây này á, thì nó tầm khoảng là 40 luôn. Giống Phú Lộc, màu đỏ đậm đen nha. Đó, mặt qua giống trên ảnh luôn, Phú Lộc. Giá 90 ngàn, mã số 10. Tới mã số 11. 11 giống vàng chanh. Đây, có hoa sẵn. Này là hoa vàng chanh nha anh chị. Cái ra cái màu vàng chanh ha. Nó hoa kép nha.
Cây này thì củ già, nhánh già luôn nha chị, nhánh của nó rất là già đó. Cây này mình về mình thay phân, xả tàn cái nó ra sùm lùm luôn nha chị, ra tàn xè luôn đó. Đây, cây này có củ sẵn luôn, củ nhỏ nha. Đó, cây này thì nó rất là hơn chậu nè, anh chị coi. Đây, có gửi ra có củ sẵn luôn. Cây này giá 150 nha chị, cây này số 11 ha, giá 150. Màu vàng chanh nha chị. Tới mã số 12. Mã số 12 là cây cẩm thạch ngục ngăn luôn. Cây này giá 80, cây này có phân nhánh. Nó chiều cao của cây này á thì nó tầm khoảng là 35 đến 40 cm. Nó chơi phong thủy nha chị, cây này chơi lá nha. Qua nó ra màu đỏ hồng đó, nó qua năm cánh. Cây này chơi lá thôi. Rồi giá 80 nha. Rồi clip này em sẽ giới thiệu là 12 cây gin, 12 cây chiếc gin nha chị. Anh chị mình yêu thích cây nào á thì mình cứ liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.